Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình tìm hiểu y học cùng với công ty Tân Đại Dương về New Zealand. Thì Đại học Lincoln thành lập năm 1878 là một trong những viện đào tạo bậc đại học lâu đời nhất, khoảng hơn 130 năm tuổi, và là một trong 8 trường đại học công lập ở New Zealand. Thì trường tọa lạc tại thành phố Christchurch, thành phố lớn nhất ở đảo Nam của New Zealand và chỉ cách sân bay quốc tế khoảng 25 phút lái xe. Thì Đại học Lincoln với trang thiết bị hiện đại phục vụ cho khoảng 4.500 năm sinh viên đến từ khắp nơi trên lãnh thổ New Zealand và hơn 60 nước khác trên thế giới đi du học tại New Zealand. Thì Lincoln không ngừng phát triển để trở thành trường đại học đi đầu trong và ngoài nước về nghiên cứu trong các lĩnh vực như nông nghiệp, quản lý nông nghiệp, tài nguyên môi trường, tài chính, kinh tế, du lịch, công nghệ sinh học, khoa học ứng dụng, công nghệ giải trí và công nghệ vi sinh vật. Thì về chương trình đào tạo thì trường Đại học Lincoln đào tạo nhiều khóa học khác nhau cho sinh viên đi du học New Zealand như là chương trình tiếng Anh, chương trình dự bị đại học, cao đẳng, đại học và sau đại học. Thì chương trình dự bị đại học của trường rất ưu việt cho sinh viên đi du học tại New Zealand và trường cũng có trung tâm Anh ngữ riêng để dành cho những sinh viên muốn học thêm tiếng Anh trước khi vào học khóa chính. Thì đồng thời Đại học Lincoln cũng là nơi tổ chức các kỳ thi IELTS cho sinh viên đi du học tại New Zealand. Còn về chương trình đại học thì bao gồm các chuyên ngành cho sinh viên đi du học để lựa chọn như là kiến trúc, nghệ thuật, thiết kế, kinh doanh, công nghệ và máy tính, cơ khí, nhân văn, báo chí luật, tâm lý, thể thao và du lịch. Còn về chương trình sau đại học của sinh viên khi đi du học thì mình có thể lựa chọn những chuyên ngành như là kiến trúc, nghệ thuật, thiết kế, quản lý kinh doanh, du lịch, khoa học máy tính, quản lý dự án xây dựng, khoa học, tiếng Anh, luật, tài chính, công nghệ và quản lý nguồn nhân lực. Thì khai giảng của sinh viên khi mà mình đi học tại trường Lincoln thì khóa tiếng Anh thì sẽ khai giảng vào hàng tháng. Còn các khóa học dự bị đại học, cao đẳng, đại học và sau đại học thì sẽ khai giảng vào tháng 2 và tháng 7 hàng năm. Nếu vậy thì yêu cầu đầu vào của trường như thế nào? Thì đối với chương trình dự bị đại học thì yêu cầu là ứng viên phải tốt nghiệp và phổ thông trung học có điểm trung bình từ 6 chấm, IELTS là 5.5 và không môn nào là dưới 5. Còn về chương trình đại học thì phải hoàn thành xong năm thứ nhất tại một trường đại học có uy tín với số điểm xuất sắc, IELTS là 6.0. Để hiểu rõ hơn về điều kiện nhập học, học bổng cũng như là chi phí sinh hoạt như thế nào, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là gọi ngay vào số hotline 0838484879 hoặc truy cập vào website tân-đại-duong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và sau khi mà chúng ta nộp hồ sơ xong thì không biết cái việc xét hồ sơ diễn ra như thế nào và mất thời gian bao lâu thưa chị Nhi Sa? Khi mà hồ sơ của bạn đầy đủ các yêu cầu thì được diễn ra trong vòng là 3 tuần. Tuy nhiên thì cái thời gian xét hồ sơ của bạn là có thể là dài hơn hoặc là ngắn hơn cái thời gian nêu trên. Thời gian đánh giá hồ sơ thì phụ thuộc vào các yếu tố như là cái số lượng hồ sơ hay là cái chất lượng hồ sơ của bạn cung cấp như thế nào, cái độ thuyết phục ra sao. Và bên cạnh đó thì nó còn phụ thuộc vào khối lượng công việc của cái văn phòng xét duyệt. Thời gian từ tháng 12 cho đến tháng 3 là cái thời điểm cao điểm, nên là khi mà bạn nộp hồ sơ trong khoảng thời gian này thì có thể là hồ sơ của bạn sẽ được xét duyệt là lâu hơn. Sau đó thì quý vị sẽ được yêu cầu là bổ sung thông tin hay là được mời gọi phỏng vấn và có kết quả. Sau khi phỏng vấn nếu được chấp thuận về thị thực thì về mặt nguyên tắc đó là sinh viên phải đóng tiền học phí cũng giống như là chi phí sinh hoạt cho trường. Và đối với những cái trường hợp mà từ đi du học New Zealand từ 6 tháng trở lên thì yêu cầu các bạn là phải khám sức khỏe. Nếu sức khỏe tốt và được chấp thuận thì sinh viên sẽ tiến hành các thủ tục là đóng tiền học phí cho trường. Thị thực sẽ được cấp khi mà nhân viên của phòng visa tổng lãnh sự quán nhận được cái biên lai đóng tiền học phí cũng như là cái thông tin chi tiết về khóa học của bạn tại trường. Sẵn đây thì cũng xin chị Nhi Sa chia sẻ rõ luôn những cái khóa học nào cần phải xin visa sinh viên tại New Zealand ạ. Để nộp đơn xin visa thì thông thường các bạn phải được chấp nhận là một trong các khóa học toàn thời gian tại New Zealand và trường mà bạn chọn phải là người là bảo lãnh nhập cảnh cho bạn bằng cách đó là cung cấp cho bạn cái thư hỗ trợ xin visa và bạn sẽ xin visa khi mà theo học các khóa học toàn thời gian tại đây. Các khóa học đó bao gồm như là bạn đăng ký khóa học K1,
cao đẳng hay là đại học, tại một cái trường đại học nào đó, hay là học một cái khóa học bậc phổ thông trung học hay là đại học, hoặc là dự bị đại học tương đương. Và cái khóa học đó là phải ít nhất là có khoảng 15 giờ trên một tuần. Một khóa học ở cái bậc dự bị đại học thì có thể là xen kẽ việc làm như là một cái phần của khóa học, nhưng mà thời gian việc làm thì không quá là 50% tổng cái số thời gian khóa học. Và theo kinh nghiệm mà nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn của Tân Đại Dương, để có kết quả xin visa tốt hơn thì các bạn nên chuẩn bị trình độ Anh văn của mình đó là IELTS là 4.5. Thì cái này nó sẽ giúp cho bạn là tiết kiệm được cái chi phí cũng giống như là thời gian khi mà bạn đi du học tại đây. Tuy nhiên thì cái yêu cầu này là không bắt buộc. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.